Em rất là cảm động khi giành được món quà này. Dạ, rất là cảm động đúng không cô? Với số tiền này đúng là có thể là thay đổi được một cuộc đời, thưa quý vị. Trả dạ, nó muốn khóc luôn quý vị. Xúc động. Tại vì em nhìn cô em nhớ lại xưa. Mà cái lúc mà em bằng tuổi bé này 19 tuổi là năm 2 đại học, em đi ngang cái tiệm gà rán với Hương mà không đủ tiền ba mấy ngàn để mua cánh gà rán ăn. Tại biết em mua sao không còn tiền đi xe buýt về nhà. Mà suốt mười mấy năm trời đi học lên đại học mà mẹ em cũng đi làm tạp vụ phụ giúp việc như cô đây. Dọn dẹp mà mẹ em nói một câu, mẹ em đi chùi từng cái toilet để nuôi măng học, ráng lấy cái bằng. Bữa nay là em mong muốn cầm số tiền này về tối nay hoặc là ngày mai cũng được, làm một bữa ăn thiệt là ngon. Tại biết hạnh phúc của những người nhà trong nhà với nhau là nhìn thấy những người thân mình được ăn ngon. Xong nó tính gì tính. À, cái đó là một cái hạnh phúc rất là đơn giản luôn. Cô ơi cô ha, mình sẽ làm một bữa ăn ngon cho gia đình của mai mình cô nha. Mai cô về luộc ăn nha cô. Cảm ơn chị. Dạ.